Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nên học tướng của sắc, cũng nên học tướng của thọ tưởng hành thức chăng, nên học tướng của nhãn xứ cũng nên học tướng của nhĩ tĩ thể thân ý xứ chăng, nên học tướng của sắc xứ cũng nên học tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ chăng, nên học tướng của nhãn giới cũng nên học tướng của nhĩ tĩ thể thân ý giới chăng, nên học tướng của sắc giới cũng nên học tướng của thanh hương vị xúc pháp giới chăng, nên học tướng của nhãn thức giới cũng nên học tướng của nhi tĩ thể thân ý thức giới chăng nên học tướng của nhãn xúc cũng nên học tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chăng nên học tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng nên học tướng của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chăng nên học tướng của địa giới cũng nên học tướng của thủy hỏa phong không thức giới chăng nên học tướng của vô minh cũng nên học tướng của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não chăng nên học tướng của bố thí ba la mật đa cũng nên học tướng của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chăng nên học tướng của pháp không nội cũng nên học tướng của pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không nổi khác pháp không bàn tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh chăng nên học tướng của chân như cũng nên học tướng của pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ chăng nên học tướng của sơ thiền cũng nên học tướng của đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền trăng, nên học tướng của từ vô lượng, cũng nên học tướng của bi hỷ xả vô lượng trăng, nên học tướng của không vô biên xứ, cũng nên học tướng của thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ trăng, nên học tướng của bốn niệm trụ, cũng nên học tướng của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo trăng nên học tướng của pháp môn giải thoát không, cũng nên học tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chăng? nên học tướng của thánh đế khổ, cũng nên học tướng của thánh đế tập diệt đạo chăng? nên học tướng của tám giải thoát, cũng nên học tướng của tám thắng sứ chín định thứ đại mười biến sứ chăng? nên học tướng của năm loại mắt, cũng nên học tướng của sáu phép thần thông chăng? Nên học tướng của tất cả Pháp môn Tam Ma Địa, cũng nên học tướng của tất cả Pháp môn Đà La Ni Trăng. Nên học tướng của Bậc Cực Hỷ, cũng nên học tướng của Bậc Ly Cấu, Bậc Phát Quang, Bậc Diệm Tọa, Bậc Cực Nan Thắng, Bậc Hiện Tiền, Bậc Viễn Hành, Bậc Bất Động, Bậc Thiện Tọa, Bậc Pháp Vân Trăng. Nên học tướng của Mười Lực Phật, cũng nên học tướng của Bốn Điều Không Sợ, Bốn Sự Hiểu Biết Thông Suốt, Mười Tám Pháp Phật Bất Cộng Trăng nên học tướng của đại từ cũng nên học tướng của đại bi đại hỷ đại xả chăng